khá nha. Mình sẽ cố gắng hết sức. Em cảm thấy rất vui khi được gặp nhiều bạn mới và các cô ở đây cũng thân thiện nữa. Because sometimes on English, I feel that I'm in this my home, but actually it's my school. It was also very awesome. Thank you. Em kết bạn được với rất nhiều người bạn và người bạn đứng bên cạnh anh là người bạn thân nhất của em ạ.